Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hồ Thị Kim Thoa vừa xuất hiện ở Pháp, Đảng cho người lùng bắt thâu đêm. Bộ Công an Việt Nam hôm 18 tháng 1 năm 2021 đã lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua về việc cựu Thứ trưởng Thương mại bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị dẫn độ về nước. Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói với báo Dân trí rằng thông tin bà Thoa bị dẫn độ về nước là tin vịt, không đúng sự thật. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài viết của Facebook Lê Nguyễn Hương Trà hôm 16 tháng 1 năm 2021 và đến thời điểm này bài viết đã không còn xuất hiện trên mạng. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, một người khá nổi tiếng chuyên viết tin bài về tình hình kinh tế, chính trị tại Việt Nam, đã viết trên trang Facebook của mình như sau. Bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã có mặt ở Việt Nam trên chuyến bay từ Paris về hôm nay 16 tháng 1, sau khi chịu cách ly 14 ngày sẽ đưa ra xét xử trong các vụ án liên quan tới Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng. Trước đó cũng đã có thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa đã xuất hiện ở Pháp và cũng có lẽ chính vì cơ sở đó mà Việt Nam cho truy nã bà. Liên quan đến vi phạm xảy ra tại Sabeco làm thất thoát 2.700 tỷ đồng trong vụ án Vũ Huy Hoàng và Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị truy nã từ tháng 7 năm 2020. Trước đó, bà Thoa đã đi du lịch qua làng Mai tại Pháp và nghe tin truy nã và đã ở lại. Nửa năm qua, Việt Nam đã xúc tiến các thủ tục tương trợ tư pháp với Interpol để đưa bà Thoa về xét xử. Chào mừng đến với Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà bài viết này không còn hiển thị trên trang Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà. Trước đó vào hôm 15 tháng 1, Facebook Bùi Thanh Hiếu, người từng đưa tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị mật vụ Việt Nam bắt giữ tại Pháp vào hồi tháng 11 năm 2020, đã viết một thông báo trên trang Facebook cá nhân như sau. Hôm qua, tình hình Việt Nam rút rất nhiều người ở bên Pháp về sau khi có vụ trao đổi song phương, đa phương với nhiều nước như Pháp, Mỹ, Trung. Nhà này trước đó an ninh Việt Nam theo dõi rất đông xung quanh, người ngồi trong xe, người thuê nhà đối diện. Hôm nay đã nhờ mấy người bên Pháp đi qua xem xét, chẳng còn ai theo dõi nữa. Anh em hãy theo dõi xem có chuyến bay nào cất cánh từ Paris lúc 16:30 ngày 15 tháng 1 năm 2021 về Việt Nam lúc nào nhé. Và đến ngày 17 tháng 1, ông Bùi Thanh Hiếu lại viết tiếp, chưa có xác nhận gì cả, mình chỉ biết chắc chắn là nhà bà Thoa ở Pháp không còn ai ở, còn những người Việt Nam nào theo dõi mọi khi bên ngoài đã rút về. Có chuyến bay về Việt Nam hôm 15 tháng 1. Đây là hình ảnh Facebook Bùi Thanh Hiếu đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình cho rằng đây là nơi ở của bà Hồ Thị Kim Thoa tại thủ đô Paris và bị mật vụ Việt Nam theo dõi chặt chẽ từ nhiều tháng trước. Bà Hồ Thị Kim Thoa là người đang bị Bộ Công an Việt Nam truy nã. Vào tháng 7 năm 2020, bà Thoa bị Bộ Công an khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo Điều 219 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, bà đã xuất cảnh từ ngày 22 tháng 10 năm 2018, tức là trước ngày bà bị bắt chính thức và khởi tố. Bà Hồ Thị Kim Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Vũ Huy Hoàng là những người liên quan đến vụ án Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, một công ty của nhà nước. Theo điều tra của công an, bà Thoa đã báo cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để phê duyệt cho phép Sabeco liên doanh, liên kết, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp nhà nước làm thủ đoạn để dần chuyển dịch quyền sử dụng đất 24-6 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh từ Sabeco sang liên doanh Sabeco PE, gây thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị cáo khác, bao gồm các cựu quan chức Bộ Thương mại và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phải ra tòa vào đầu năm nay. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn lại 2 lần do vắng mặt một số bị cáo và những người khác có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Phiên tòa xét xử 10 bị cáo này tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vào hôm 18 tháng 1 cũng đã bị hoãn tới 2 lần. Do bà Thoa đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết. Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Thoa, khi nào bắt được sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý. Trước đó, bà Hồ Thị Kim Thoa được dư luận chú ý đến qua quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong vai trò Thứ trưởng Bộ Công Thương hồi hạ tuần tháng 1 năm 2017. Cùng thời điểm, ông Vũ Huy Hoàng nhận quyết định kỷ luật xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa khi còn là Thứ trưởng đã tặng hoa ông Trịnh Xuân Thành trong một sự kiện tại Bộ Công Thương. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Kim Thoa đã vi phạm trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thành trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định ký khi bổ nhiệm và điều hành một số cán bộ trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ngay sau khi Thủ tướng ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn hỏa tốc đến 4 cơ quan cấp bộ bao gồm Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Thanh tra Chính phủ để yêu cầu phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và thanh tra tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa và phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý 2 năm 2017. Vào cuối tháng 6 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra kết luận Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa kê khai tài sản gian dối trong thời gian dài, quy định về những vi phạm những quy định về điều lệ và đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, bà Thoa có dấu hiệu vi phạm trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại công ty cổ phần Điện Quang từ năm 2004 cho đến năm 2010. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định việc làm sai trái của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng và phải xem xét xử lý kỷ luật. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin thôi việc đến ban lãnh đạo của Bộ Công Thương vào tối ngày 1 tháng 8 năm 2017, đồng thời cũng tạm nghỉ phép từ ngày này. Qua việc nộp đơn xin thôi việc của bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Quang Thưởng đã nói với báo giới trong nước rằng không có chuyện Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc là xong. Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều ngày 3 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo quy định, trường hợp đang trong giai đoạn xem xét điều tra thì không được chấp nhận thôi việc. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng cũng ra thông báo miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và bà Hồ Thị Kim Thoa bị miễn nhiệm chức Thứ trưởng vào ngày 16 tháng 8 năm 2017. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 12 vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 khi đó. Truyền thông quốc nội dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ mới cho bà Hồ Thị Kim Thoa sau khi bà từ chức Thứ trưởng. Cũng theo đài tiếng nói EFA từ Mỹ, dư luận đồn đoán sự việc ông Trịnh Xuân Thành bị chính phủ Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã bắt cóc đem về nước vào hồi tháng 7 năm 2017 và những diễn tiến liên quan đến trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, có thể dẫn đến một vụ đại án mau chống lại những người tham nhũng và sẽ được lôi ra ánh sáng trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017 đã tuyên bố rằng lò nóng lên rồi thì cùi tươi vào cũng phải cháy. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành quyết định đối với nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đủ điều kiện để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Tin này làm dấy lên thắc mắc, phải chăng đây là dấu hiệu của một con hổ đã không xa lưới trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Bình luận với đài FA, giáo sư Tương Lai nhận định về vấn đề này như sau. Lúc đầu họ định biến trường hợp của bà Hồ Thị Kim Thoa thành vụ án hình sự về chuyện tham nhũng và kê khai tài sản của bà, cũng như không cho bà xin thôi việc. Nhưng dần dần trong nội bộ cũng đã có sự giằng co gì đấy là một, và thứ hai nữa là họ nhận thấy lý lẽ cũng không vững vàng và nếu cứ làm tới thì sẽ gây ra sự căm phẫn vì người ta phải xử lý. Và cuối cùng phải xử hòa trong lúc tình thế bê bối nhiều thứ quá. Bê bối trong chuyện ông Trịnh Vĩnh Bình, chuyện ông Trịnh Xuân Thành, chuyện Đồng Tâm, chuyện ở Bộ Y tế vân vân. Cho nên người ta rối bòng bong thì người ta phải làm dịu bớt cũng là cách để rút củi đáy nồi mà thôi. Cho đến ngày 2 tháng 12 năm 2020, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa thăm nhà máy bóng đèn Điện Quang khi còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2015. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng của Bộ Công Thương. Trong khi nhà nước bị xác định thiệt hại tới 3.800 tỷ đồng trong vụ án dính dáng với bà Hồ Thị Kim Thoa, thì khối tài sản của gia đình bà này ở Điện Quang vẫn phình to, mặc dù người bị truy nã đã trốn chạy sang xứ tư bản. Nhà báo Hà Phan thì viết như sau, bằng cách nào đó người lạ cũng chẳng hiếm ở Việt Nam. Khi doanh nghiệp nhà nước Điện Quang cổ phần hóa, thì gia đình bà Thoa Tổng Giám đốc Điện Quang cũng ngẫu nhiên nắm cổ phần chi phối ở đây. Khi bà Thoa lên làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, em trai bà Hồ Quỳnh Hưng nối gót đã làm CEO Điện Quang. Khi về hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa đã bán gần hết cổ phần của mình ở Điện Quang và di tản sang Pháp, nhưng Điện Quang vẫn nằm trong tay gia đình của bà. Giờ đây, hai anh em trai của bà Hồ Thị Kim Thoa là ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, và ông Hồ Đức Lam đang là đợt sở hữu 2,51 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 9,14% và 1,65 triệu cổ phiếu tỷ lệ 6,01%. Hai con gái của bà Thoa, một là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thái Nga và cô còn lại làm Giám đốc điều hành khối Nguyễn Thái Quỳnh Lê thì nắm giữ tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 23,06%. Thậm chí mẹ ruột của bà Thoa cũng đang sở hữu hơn 1,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tới 4,43%. Với việc nắm giữ số cổ phần rất lớn như trên, thì gia đình bà Thoa hàng năm vẫn thu đều đều như bất tranh hàng chục tỷ đồng nhờ hoạt động chia cổ tức đều đặn của công ty này. Kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2008, chưa khi nào công ty này quên trả cổ tức cho cổ đông. Thậm chí trong 5 năm trở lại đây, công ty thường xuyên duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức rất cao, từ 25 cho đến 30%, bất chấp kết quả kinh doanh có dấu hiệu thụt lùi. Chỉ cổ tức không, chẳng cần làm gì, thì hàng trăm tỷ đồng đã vào nhà bà Thoa, từng ấy năm sinh sôi nảy nở lớn chừng nào, nên quan chức kiểu như bà Thoa muốn nghèo cũng không được. Có nghèo chỉ dân chúng và đất nước này thôi anh chị ạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 với bản tin Bà Hồ Thị Kim Thoa vừa xuất hiện ở Pháp, Đảng cho người lùng bắt thâu đêm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .d